Thời tiết xấu có ảnh hưởng gì đến chất lượng của đề can sau khi dán không hả em? Anh ơi, mời anh đến với khai trương bể bơi Mễ Trì. Hôm nay bể bơi này rất là rộng, nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều xe đến để dán tem. Cùng đi tìm hiểu nhé. Ví dụ điển hình là một chiếc Mitsubishi Attrack đứng ngay cạnh em đây, vừa mới lội mưa để đến đây sử dụng dịch vụ dán nóc vai. Hãy cùng nhau chờ xem kết quả nhé. Tất cả mọi xe khi đến với Kingrad để sử dụng dịch vụ dán xe đều sẽ được vệ sinh cực kỳ sạch sẽ ở khu vực thi công. Phòng thi công được xây dựng khép kín, điều hòa 24/7 giữ nhiệt độ ở mức lý tưởng để công đoạn dán xe được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Và đây là sản phẩm và thành quả của Kingrad. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.